Hello, xin chào bạn nhá. Hôm nay mình sẽ chơi Tom Hellac và tí nữa mình sẽ về ăn về Tom Brian. Sẽ chơi Super Brian. Đâu, đây là Super hay nhất. Lộn rồi. Bắt lên. Nhớ ngầu. Luôn. Plan nhá. Rồi ok rồi, mình đang vào top plan rồi. Hôm nay điểm danh ngày 68 nhá. 100 vàng. Quá rồi. Cờ em đây à? Kim tự tháp à? Đồ. Chết này nè. Bao nhiêu công sức đắp lên cuối cùng bị đổ. Rồi, chưa ốm cho. Hmm.
nào. Cho cái tang nha. Gọi ba con đòi tắm này. Vừa đi nghe cát về bẩn. Đây một cái rác nữa. Cho luôn. Vừa nãy là cái này. Cho các bạn xem lại một lần nữa nha. Cho các bạn xem lại. Muốn chơi cái này này. Ôi dồi, quét nhanh thế, đã xong rồi. Anh vừa tắm mà. Thì tắm mà nên làm gì? Muốn rửa tay đi à? Đây là... Tôi đi vệ sinh. Ôi dồi ôi, bọn này nó phá cái buồng tắm này rồi. Hết rồi. U xanh nó, ok mình sẽ sửa nha, mặt đá mình vàng. Lại muốn ra bê cát nữa à. Tôm đói rồi. Một miếng sô-cô-la, cô-cô-la. Coca chuối đi. Cho một cái kẹo này. Ngâm cho nó quả chuối à. Không ăn chuối nữa, ăn củ hành tây. Cho ăn củ tây. Hai đứa no rồi nha. Ok, một đứa đời cho đổ xuất sắc cả. Đứa này vẫn muốn đòi chơi cái này nè. Ống nhòm. Đây, thỏ muốn hái nho mà trời đang mưa. Thôi thì kệ nó, cho nó hái. Mình sẽ vào cho với tôm. Đổ một quán xuất sắc xem sao. Lên nào, lên là lên là lên nào. Sáu luôn. Mẹ đi đường tắt lên. Em pết nha. Mẹ gần số 1. Đây mà đi mẹ mới vào à. Số 3 thì thôi. Coi như đời bỏ đi. Bực một mình luôn rồi. Vãi đạn thật. Kịp cũng không làm gì được, mình đã win. Xong. Đây, đòi ra đây thu hoạch cây. Một cây dứa nha các bạn nhé. Rồi. Muốn chơi này à? Ok. Nó chơi luôn. Đích 10 đi à? Được đấy. Vàng này.
ok ok không biết có đủ không, may quá rồi. Ok nha, mình cũng kết thúc video đây, xin chào các bạn.